Sáng nay, đồng chí Cao Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh đã chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Trong năm 2022, toàn hệ thống thi hành án dân sự tỉnh đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu Tổng cục thi hành án dân sự giao. Cụ thể, tổng số lượng phải thi hành hơn 27,8 ngàn việc, trong đó số có điều kiện thi hành và đã thi hành xong hơn 17,5 ngàn việc, đạt tỷ lệ 83% và vượt 1,51% so với chỉ tiêu Tổng cục thi hành án dân sự giao. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Cao Tiến Dũng đề nghị các lãnh đạo Cục thi hành án dân sự tỉnh, các chi cục thi hành án dân sự cấp huyện và toàn thể công chức các sở ngành có liên quan cần phải tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp thi hành án dân sự trong năm 2023. Trong đó cần chủ động tham mưu cho lãnh đạo tỉnh hướng giải quyết, xử lý trong công tác thi hành án dân sự, tiếp tục phát huy công tác phối hợp liên ngành để giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng, các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt là các vụ án lớn, phức tạp, các vụ việc có khiếu nại, tố cáo gay gắt, kéo dài, gây bức xúc trong xã hội, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ.